Gạc Ma, một đảo chìm, một đá cạn, nằm đâu đó mãi ngoài khơi xa. Với đa số người dân Việt Nam, cái tên Gạc Ma chỉ thực sự được biết đến bởi nước biển quanh nó đã loang đỏ máu những chiến sĩ hải quân Việt Nam. Đã 29 năm trôi qua, vẫn nhức nhối một nỗi đau Gạc Ma. Dù đã có 8 video clip về Gạc Ma, từ những tư liệu trên báo chí, từ những lời kể của người trong cuộc, các nhân vật chính của sự kiện cũng đồng thời là nhân chứng. Hướng đến 30 năm sự kiện Gạc Ma 14 tháng 3 1988, 14 tháng 3 2018, Uyên Uyên Việt Nam vẫn tiếp tục hành trình của mình đi tìm những mảnh ghép của cuộc đụng độ trên đá Gạc Ma. Hãy đồng hành cùng chúng tôi. Một chiều nắng nóng tháng 5, chúng tôi đến Đồng Hới, thành phố trẻ ven biển Quảng Bình. Các anh em cựu chiến binh Gạc Ma cùng với vợ của mình chờ chúng tôi ở nhà thương binh nặng Nguyễn Văn Thống. Có cảm giác như về với quê nhà trong sự ân tình của người thân. Ngôi nhà mới xây dựng nằm ngay trung tâm xã Nhân Trạch, trên nền đất do Ủy ban Nhân dân xã cấp từ những ngày đầu mới cưới. Vợ chồng anh tùng tiệm buôn bán mưu sinh và nuôi các con ăn học. 5 chiến sĩ Gạc Ma, chủ yếu là lính công binh, đã kể về câu chuyện của mình. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong một chiều nắng và hôm nay cũng là một cái kỳ duyên. Hôm nay là mùng 7 tháng 5, ngày kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Và anh em chúng tôi gặp nhau ở đây. Trước mặt các bạn là 5 người chiến sĩ từng có mặt tại sự kiện Gạc Ma. Và trong đó cũng có những người bị bắt, bị giam ở Trung Quốc. Và cùng với các anh thì còn có các chị là phu nhân cũng có mặt ở đây. Và chúng tôi đến đây thì trong một cái không khí rất là đầm ấm, vui. Các anh các chị đã chờ chúng tôi và các bạn nhìn thấy đấy, có hoa quả. Và bây giờ thì câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Trước tiên thì xin giới thiệu với các bạn, chủ nhà là anh Thống. Và chỉ nhìn qua thì tôi cũng biết là anh Thống là một thương binh rất là nặng, vừa là người chứng kiến cái sự kiện đó, là những con người thật việc thật. Và cho đến ngày nay thì lớp trẻ đang rất muốn biết về những gì đã xảy ra đối với Trường Sa của chúng ta, đối với Colin Landau, đối với Gạc Ma, và vì sao mà chúng ta lại đã không giữ được Gạc Ma. Thì ở đây câu chuyện của chúng ta sẽ là mình làm gì, mình nhìn thấy gì, thì những điều mà chân thật nhất để cho những người không biết thì biết, và để cho lớp trẻ có được bài học trong gìn giữ đất nước. Mặc dù là tìm hiểu về Gạc Ma rất nhiều, nhưng chỉ khi gặp, tiếp xúc với những người lính Gạc Ma, thì chỉ khi gặp các anh thì chúng tôi mới biết rằng thực sự các anh là những người anh hùng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã có điều kiện để rút lui, để bảo toàn được sinh mệnh của mình. Nhưng chúng ta đã quyết định chọn con đường ở lại để giữ, khẳng định cái chủ quyền của mình. Và đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là không phải là quân nhân của quân đội nào cũng có thể thực hiện điều đó. Và đó cũng là cái điều mà quân đội nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam rất có quyền tự hào về các chiến sĩ đã tham gia trong cái sự kiện Gạc Ma. Tôi xin mời anh Thống. Tôi là lý thuộc lính công binh trung đoàn 83. Tất cả anh em đây thì nói chung cùng trung đoàn 83 hết. Nhưng mà tôi với đồng chí Đông đấy thì ở trên tàu, và tôi dạ trên tàu thì vì Trung Quốc bắt, còn 3 đồng chí này thì lên trên đảo làm nhiệm vụ là xây dựng và bảo về cờ. Lúc tôi tàu chìm lên thì tôi có ôm được một thanh gỗ và ôm một như thế thì trôi mãi.
nhìn đảo thì gần khoảng 100 mét thôi, nhưng mà không bơi vào được bởi vì bị thương quá nặng. Nhìn đống đồi ở trên đảo nó cũng kêu được, mà trên đảo cũng có, trên đảo cũng có phương tiện gì để mà cứu đống đồi hết. Khi lần lượt cứu được tôi mãi, cứu tôi mãi nhìn cứu tôi mãi trên biển mênh mông thế. Thì đến khoảng 3-4 giờ chiều á thì gặp đống đấy, là cũng đống đồi đấy, thì bơi ngược chiều á, thì hai người cũng bơi lại chung mũi á, thì khoảng độ 30 phút á thì bắt đầu gặp tàu Trung Quốc và bị nó bắt. Khi nó bắt thì nó đối xử với mình à, khi nó bắt ấy thì bắt lên, nói chung là lấy học mật nước á, tôi là bị thương là khi giữ mật nước nó không đau, nó ít đau ít, nhưng mà khi lên thì học mật nước nó đau nhiều lắm, thì mê man biết tỉnh, hình như là không biết nữa à, thì còn đồng chí Đông đấy á, là bị thương nhẹ hết. Thì mọi cái là đồng chí Đông đây là biết rõ hơn trên tàu, nó trói đồ thì trên tàu, còn tôi là hình như là đau bất tỉnh luôn, không biết gì nữa. Anh bị thương như thế thì bị thương là bị thương đây này, tay này, mắt này và chân. Nói chung toàn người là bị thương hình như là khắp luôn. Lúc đấy là anh đang ở trên tàu? Tôi đang làm nhiệm vụ trên tàu là bóc hàng, để bóc dỡ hàng để đưa ra xe đảo. Cũng là tàu chìm thì anh lúc đấy anh đã bị thương rồi. Tàu chìm thì tôi lúc nó bắn nhiều thì mới bắn ấy thì ở để bọc hàng, nhưng mà bắn nhiều quá chạy vào cabin ấy, để tránh đạn thì vào cabin thì bị tàu nó chìm, nó cuốn vào chìm luôn. Trong cabin là chìm sâu xuống dưới kia thì bắt đầu mà lấy được lại, thì khi nước nó trả lại thì nó đẩy ra hỏng thì bắt đầu nổi lên. Khi nổi lên hỏng mặt nước á thì thấy xung quanh mặt nước là toàn là nổi lên, tất cả là tan hoang hết rồi. Thấy gỗ như phao đồ lên ấy, thì ôm được lấy gỗ, thì thấy tàu Trung Quốc á nó nhỏ, nó chạy xung quanh thì nổi, các đồng đội chiến sĩ nào mà nổi lên nó gần nó cũng bắn nổ luôn, nó chạy cái thuyền nhỏ đấy. Còn may thì nó chạy đến gần tôi thì nó chưa kịp bắn ấy, thì nó Trung Quốc. Tôi là cứ bị thương quá thì ngục lên ngục xuống nhiều lần á, thì để tôi mãi thôi. Rồi sau tôi đến 4 giờ chiều á thì ôm thanh gỗ cứ tôi mãi trên biển á, thì nó quay lại. Bắt đầu nó quay lại thì thấy cái tàu ra mừng lắm. Hai anh em bơi tưởng là tàu Việt Nam ra rồi để cứu. À, không ngờ nó chạy đến gần thấy hai cái chữ Trung Quốc to. Thế hai anh em cũng hoảng, tôi cũng hoảng, thì cũng liều giữa biển cả mênh mông á, chết sống nó bắn cũng chịu, nó bắt cũng chịu. Thế hai em nó hà xuống cái thuyền nhỏ, nó vất dây xuống, rồi hiểu phải cầm. Thế thì người này đến người khác thì cầm dây nó kéo lên. Thế tôi thì nó đau, nó kéo lên, đau bất tỉnh, không biết gì nữa. Còn như Đông đây thì kéo lên thì nó trói. Nó trói vào giữa, nó bắt cái bong tàu á. Thì tôi thì khi mà bị bắn thì nằm trong cabin, thì đến khi mà tàu chìm là bị thương rồi. Và tàu chìm thì khi mà tôi xuống ở trong hầm thì hình như là đồng đội của mình là chết hết nhiều, là bắt đầu tôi mới lại ngồi góc ở bên góc tàu á để trộn mảnh đạn á, thì nó bị thương vào đây và bị đầu và bị sau lưng. Thì khi nữa đổi cái một cỗi thế này mà nó tan hết luôn, vỡ tan luôn. Nó vật nghiêng ra một lúc sau mới tỉnh dậy được. Khi tỉnh dậy thì thấy có một đứa con sống một người thôi, trong cái hầm đó nó còn chết hết. Khi đó thì tôi mới là thấy nước nó vào. Nước cắt vào thì lại ở giữa cái cửa tàu để mà nhảy lên, nhưng mà nhảy không được vì nó cao quá, ở giữa này lên đến trên 5 mét mà. Bắt đầu nước nó vào nhanh lắm, vì nó thủng nhiều, nó vào nhanh, nó khi nữa là tôi lại đây thì nước nó đẩy vào trong hầm nữa luôn. Bắt đầu mê ở đạp bên này nên nó nhảy qua bên kia, nó đi lung tung đó ạ. Hết hơi thì tôi uống nó nước, là nước trong đó thì toàn là máu của đồng đội mình. Đấy, thật là như vậy, máu của đồng đội với chiếc cát xi măng là nó lộn trong cái tàu nó, tôi uống nó luôn. Khi nào hết hơi rồi, hết hơi cả nó quào vẹt mặt vẹt mùi, chảy máu mặt mùi hết. Đến sau là tưởng là cái số nó máy thôi, nó chìm xuống, cái tàu nó chìm xuống, nó trả được, nó nghiêng tàu ấy. Nó trả, nó đẩy ra, đó là khi nữa mới lên được. Khi lên thì tôi, khi nữa lên là tôi có nói là
chào vĩnh biệt vợ con và gia đình, con không về nữa, là khi đó là biệt là chết chứ không thể về được. Nó đang còn bắn mà, nổi lên nó đang còn bắn can trên mặt biển như thế này. Thì thấy mấy đồng đội mình cũng đáng còn cứ là bơi lòm bòm thế, vậy chứ trụng cái gì thì vợ, trụng cái gì thì ốm cái đấy. Với một chập thì một lúc thì nó trôi của lại hai quả, ba quả dừa với một bao gạo thì cầm để đi thôi. Nó trôi để đâu trôi, chứ khi đó cũng bị thương mà nước nó chảy nên nó cũng không bơi vào đảo được. Đến sau chiều gặp mà đồng chí Thọ cũng kể chứ khi này đấy là gặp là anh em đi thì đi đến 5 giờ chiều thấy cái tàu của nó lại thì tưởng cái tàu của mình. Tại tàu của Trung Quốc, khi đó là tàu của Trung Quốc thì khi đó là nó mình cũng mệt rồi, nó bắt nhưng muốn cho bắt. Mình tôi không cho nó bắt nữa vì kiểu sợ bắt về nó cũng hành hạ mình, thế tôi chết đâu thì chết chứ đã làm nhiệm vụ thì thà hy sinh không thể là vô tay địch, khi mình cứ nghĩ như vậy. Cho nên không cho nó bắt. Nhưng đến sau thì mình lặn cứ bơi, nhưng mà đến khi nó đò đấy nó cũng phải bắt. Mình mệt quá mà thì nó bắt. Khi nó bắt thì chứ đồng chí thống kể thì tôi làm tỉnh hơn. Lên thì nó vượt lên thì nó trọi hai người lại một. Nó trọi kiểu này đây. Là nó cho nằm như thế. 3 ngày 3 đêm đi về đến đất liền. Thì khi về đến đất liền thì nó tắm xong là nó đem vào nó mổ. Nó mổ là nó không gây mê gây tê gì cả. Nó mổ xong như mình mổ lợn như vậy. Xong là làm xong nó đem về trại tù là nó đóng cửa nó bỏ trong là nó bảo là các đồng chí cứ nằm đây và yên nghỉ và theo mệnh lệnh của chúng tôi thế thôi. Sau một năm rưỡi như vậy đã mới có quốc tế đến thăm, họ mới cho mình biết là bảo cho là việc kiểu là thứ về bảo tin cho gia đình đang còn sống. Thì thực tế như vậy. Đến sau mới biết là việc cho gia đình chứ không bọn tôi tưởng là chết chứ không nghỉ sống đó. Ở bên đấy cũng là phản đối rồi cùng xin việc đơn để khiếu nại với Trung Quốc, nói tại sao chúng tôi đi một người lính đi làm nhiệm vụ thế cả anh bắt tôi làm gì thế, tôi không có tội gì cả, thà chúng tôi ra đó. À, mình cũng nói như vậy vì nó, nhưng mà nó cái này cứ yên tâm và anh cứ yên tâm. Mình nói thế chứ mình cũng không tin nó. Sau thời gian rồi mình nó năm 90 hả, mình đàm phản sáng có tưởng giảm sáng đàm phản thế nào đã mê 91 đã mới cho về rồi đấy. Chuyện của tôi thì ngắn gọn như vậy thôi. Hỏa lực họ bắn sang tàu mình thì là có những hỏa lực gì? Bắn có rát lắm không? Ôi khi ấy thì nó bắn ngang thế này chứ không phải câu nữa anh ạ. Nó bắn xỉa thẳng thế này luôn. Thì tàu mình nó thủng nhanh mà. Trong vòng khoảng 10 phút hoặc là 15 phút trước đây nó thủng, nó chìm luôn. Nó nhanh lắm. Pháo hết thằng đấy thì họ gọi mình là ai khác ai như các ông hay là đồng chí hay là... Nó cũng gọi là các... Có khi nó gọi anh, phiên dịch thì nó gọi anh. Có khi là nó gọi là cầu vẫn có... Vì phiên dịch nó vẫn nói thế. Nói bình thường giống mình. Thế nào? Có khi đoạn nói về đấu tranh ở trong trại giam, anh kể chi tiết hơn có được không? Trong trại giam là bọn tôi là khi đấy khùng lắm. Nghĩ là kiểu nào cũng chết rồi. Cho nên là nếu hai thằng Trung Quốc nó ở gạc ngoài cửa đấy là tỉnh làm sao đập hai thằng nó chết để lấy súng nó để mà bắt nó phải đem mình về để khi nó liều lắm chứ không phải là không phải sợ nữa đâu vì quá tức rồi. Nên kiểu giếng miệt nó có cho về hay không hay là một thời gian nó hành hung mình, nó bắt mình phải làm những cái công việc giống như hầm mò các thứ cứ nghỉ lung tung đấy, nó không ngủ được, suy nghĩ nhiều lắm, cả ngày cả đêm chứ toàn là cứ toán tính làm sao để mà về bằng được, trộn bằng được nhưng cũng không được. Đi khi đến sau là bọn tôi có lúc là liều là lại là mình đang là khi nó vào là bắt đập hoặc là rơi, vật mình đang để lấy được súng ăn cướp được súng á, nhưng mình họ nó cũng nói người to hơn mình mà mình thì người nhỏ mà mình mà là khả năng không đủ sức để mà làm cái chuyện đó, nên là suy nghĩ đủ kiểu. Đến sau mà 6 năm, 2 năm sau ấy, quốc tế họ đến thăm á, là hắn mới cho mở cửa để ra ngoài một chút để mà có ánh sáng ấy. Thì khi nữa mà anh em mình bàn để chắc là bằng mọi cách mà để bắt tay nhau mà đoàn kết để mà có dùng cái mưu mẹo gì để mà trộn đại mà về. Nhưng cũng không được, vì là nó dột trên gạc hai, nó rào hàng rào, ngoài này toàn sắt hết.
cổng đấy nó gác, mà nó gác một lớp sau dưới đất nữa, cho nên nó gác thành hai ba lớp, nên mình cũng làm gì được. Mà mình thì công binh thì có vỏ vai cũng có súng ống khô, mà khi là nghỉ liều thôi, chứ còn mình làm để mà hành động thì cũng được. Cho nên là chấp nhận thì mình chỉ có khi đến sau mình khiếu nại là vậy chứ chỉ quan đó là này, bọn tôi là đi làm nhiệm vụ lệnh thôi, đi làm nhiệm vụ thì của trên giao thì tôi không biết thì cái chuyện là của anh hay của tôi gì cả, mà đảo đảo của Việt Nam với các anh mà bắt tôi về mà giam thế này là không đúng về luật quốc tế. Thế sao nó cái chuyện đó là nó không cài cò gì hết, mình nói là mình nói chứ nó không cài, nó cứ bảo là cứ yên tâm thôi, chứ nó động viên mình là yên tâm thôi, chứ nó không nói là nó của nó mà nó không nói của mình. Thế bọn tôi mày xin làm một cái đơn để tờ trình lên chính phủ Bắc Kinh, nhưng mà nó có gửi hay không thì mình cũng chả biết, nhưng mà nó vẫn cho mình viết, viết ba lá đơn nhỉ, một lá là lên lên tỉnh nhà xong này, một có một lá lên tỉnh, lá lên trung đoàn của chí Trăm Hàm Đội Trăm Giang à, để một lá là lên ở Bắc Kinh, nhưng mà nó chuyển nó làm gì thì mình cũng chả biết, nhưng mà nó cho viết chứ về. Ai là người chấp bút thì lá đơn đấy, chứ không quên đôi khi nữa là cả mấy người, cả mấy người đồng lòng là làm thì là đến đó, cho mình không cho mấy anh em có bầu ra làm một cái tổ trưởng hay là gì dạ không, nhộng nhau cả đó. Còn anh em thì nói chung ở bên kia thì cũng đoàn kết làm, thế như đoàn kết như cái ngày có một ngày lễ nó cho anh em thì ăn lễ, thì anh em uống rượu vào đánh lính nó với cả biểu tình cả trai nó, mà đánh cả lính cả trưởng trai đồ về, mà cầm cả thông bếp này, thì thông bếp thân đá đấy với dao này đập là lùa nhau, là lính của nó có giả bắn đâu, nó giơ súng bắn anh em có được là xẻ áo luôn cho nó bắn, hách nó bắn nó có đâu dám. Thế là mình về là cổ thủ trong phòng là không bất kỳ ai không được gặp, kể cả trưởng trai không gặp, không cho trưởng trai không tiếp bất kỳ ai, đòi là phải là mật kính người cao hơn từ hàm đôi chỗ mà gặp thôi, cuối cùng một người phải đài tả từ hàm đôi chỗ mà gặp để mà giảng hòa. Thì bắt đầu anh em bắt đầu ngồi vô đàm phán, bắt đầu giao nạp giao về vũ khí, tôi anh em hồi này khủng lắm, rồi thề hy sinh luôn, không biết ngày nào về thề chết luôn, chúng thề khuất phục, không khuất phục tướng hợp mô hết. Anh em đều đánh được tuyệt thức, không ăn không đi ăn để nổi không đi ăn luôn. Cuối cùng là đấu tranh mãi thì bắt đầu tìm con đường để trốn á, thì bắt đầu thân nhân là người Hà Nam Na Nam Ninh nó mở con đường nó trốn, thì bắt đầu trốn để mà đòi yêu sách, để mình đòi cái đấy cái khác á, thì bắt đầu nhưng cuối cùng nhân trốn đến lần thứ nhất lần thứ hai cũng được, cuối cùng nó bắt nó về nó hàn sắt bịt luôn, nó không cho lên xuống đi đó. Là như thế. Còn anh em ở bên kia là đấu tranh hết cỡ luôn, không sợ chết đâu. Lúc mà mình nói là quay quốc tế người ta đến thăm á, yeah. Quốc tế đấy là phần nào liên hợp nước nào là liên hợp quốc hay là liên hợp quốc anh ạ, khi nữa là quốc tế là liên hợp quốc. Họ đến thăm, họ đến thăm là họ hỏi xem mình xem thế là Trung Quốc họ đối xử như thế nào, có đúng với cái luật của quốc tế không. Nhưng mà bọn tôi thì trả lời về họ thì có như thế nào thì bọn tôi trả lời như vậy, thì có đang còn thiếu nhiều, theo luật thì đang thiếu nhiều, cho nên là họ đề nghị lên sao mới cho chăn ẩm thêm, mới cho ảo ẩm thêm, cho biết đó thì cũng rét hơn ở mình sao nó hả, có bị đánh đập tra tấn không? Nó không đập, nó hỏi thôi, nó hỏi tuần nó hỏi một lần hai lần đấy, thế nào không đập. Hỏi thì thường hỏi những cái gì đấy? Nó hỏi tôi thì các đồng chí thì không biết, còn tôi thì nó hỏi là nhà anh có bao nhiêu người, tôi bảo là ba người, nó bảo này ba người sao mà anh đi lính, tôi tình nguyện, là nó chuyển qua là nhà anh có chăn nuôi lợn bò gì không, là không, thì ông bà già 70 tuổi rồi, nhưng khi nữa là ông già tôi mới 45 tuổi, nhưng mà mình khai thể vậy bảy anh em, nhưng mình khai thể để xem nó đối xử mình thế nào, chứ mà mình mà khai đâu anh em chắc nó cũng nó hỏi nhiều đó, nó đến ngày sau nó đến khi nó bảo nó
thằng đấy dậu chứ sao mà đi tình nguyện cũng có. Đến sau nó bảo là tên chỉ huy của anh là ai, tôi không biết. Là sao mà lệnh mà không biết tên chỉ huy, tôi bảo là tôi mới huấn luyện xong chuyển qua đơn vị mới cho nên tôi chưa nhớ kịp, nên ra đây nhận nhiệm vụ mới. Nó bảo là nó hỏi chuyện là thế hải đội của anh ra có bao nhiêu tàu, tôi cũng không biết. Thì mình lính đâu mà biết chuyện đấy. Nó bảo là có măng có bao nhiêu vũ khí, những loại vũ khí gì tôi cũng không biết. Nó đập bàn phổ ghế, nó vẫn dữ lắm, nhưng mà tôi không biết, là không biết. Vì mình khai cũng chả được gì, mà mình cũng chả biết gì mà khai cả. Thế mình thà không biết là hay tốt nhất. Chứ cũng xác định là chết, chứ mình không thể là xác định là trở về. Vì khi tôi mình nổi lên, tôi đã chào vĩnh biệt gia đình rồi mà. Nó xác định là chết, chứ không trở về nữa. Giờ đến đâu thì đến, thế bắt đầu mà tôi mới nói về thôi. Tôi mới huấn luyện 3 tháng sau mới chuyển đến vị mới, cho nên chưa biết cái gì cả. Sao nó tức, nó đập bàn phổ ghê, là thằng nó nói lạo chứ không phải. Sao nó hỏi quanh co thế đó. Nó không, mình trả lời thì nó cũng chịu. Ăn uống thì buổi sáng nó cho hai cái bánh mì. Hai cái bánh mì bằng chừng này, vậy chứ là một tô nước chảo á. Là nó bỏ cửa sổ là mình lại ăn thôi, mình ăn xong là nó lại nó cất. Đấy. Còn buổi trưa thì có cơm, cơm là cùng cơm. Thế nữa nó lại nó bỏ cửa sổ thôi chứ mình ra ngoài. Sau quốc tế đến là nó mới cho ra ngoài rồi vừa ăn cơm rồi chứ hưởng không khí bên ngoài khoảng một tiếng, tiếng rưỡi chứ đó nó cho vào. Nó bắt đầu vừa là mình vô. Nó vẫn thử là đưa đặc công của nó đó, nó thử là đập gạch, đập chai, đập lò, đập đồ. Nó bảo là các anh có biết cái này thì không, thì ra thử về thể dục với chứ bọn lính của bọn tôi. Nhưng mà bọn tôi là không, tôi không biết gì cả. Mình không hơi đâu mà mình đấu võ với nó. Mình chỉ lặng lẽ thế, mình cứ xem thử nó được thử mình thế nào thôi chứ. Mình cũng phô trương mà cũng nói là làm được cái này cái kia. Nên là nó làm xong một loạt, nó thử mình, thấy mình hiền mà. Nó thấy mình hiền, mình làm gì để sao là mình khùng quá, điên quá rồi. Khi nào người không chịu được, bắt đầu mới quẩy chứ. Mới quẩy nó là chứ đồng thì thẳng mà kể là nó hôm ăn cơm mà quẩy nó là người thì vạc sàng này, người thì vạc dao này, người thì là đập chai lò rồi ra là ứng chơi là đánh luôn. Bọn mấy con súng là cứ bắn đi, bắn chế tao không được. Còn bấy không bắn nó tao bắn bấy, tao đập bấy. Khi nó liều nữa, là bấy không bắn nó tao đập. Đập chết luôn. Thằng mô chết thì chết. Tao chết được, bê chết được. Tao bê bắn tao hai thằng, tao đập bê ba thằng. Khi nó liều quá. Nhưng mà khi nó hắn bắn được, không có quyền để bắn mình. Cho nên là nó rụt lui. Nó rụt lui lại là mấy đầu mình khi nó mới làm đơn. Làm đơn để kiện đấy. Các anh cũng được hù nhòa bọn tôi. Ví dụ chúng tôi là những người tù binh, chứ chúng tôi không phải là hạ vũ, không có vũ khí mà chúng tôi đi làm nhiệm vụ, chứ chúng tôi không phải đi đấu tranh với các anh. Cho nên cả anh có quyền nhưng mà hù dọa tôi hết. Khi nữa cũng nói căng lắm, liều lắm. Để đến sau là nó thôi, nó giạt ra mà nó này xin ý kiến của cấp trên, mới bắt đầu làm đơn, làm tờ trình để mà kiện tùng, để mà xin trở về đó. Tôi là đứng trên bom. Đứng trên bom với nhiệm vụ là chỉ có là đưa hàng để xuống thì chuyển nhôm vận chuyển vào thì quan sát được mấy đồng chí này. Thì xung quanh ở trên đảo, bởi vì cái tàu với đảo nó rất gần, cả cái đồng chí này thì đứng quanh là cờ với như đồ để bảo vệ là cờ. Và tôi thì quan sát thấy là quân Trung Quốc á thì bắt đầu nó chạy quanh đảo này, nó cứ hô hét, thì mình phải bỏ một cái dây tiệp, dây từ đảo vô tàu để kéo cái thuyền nhôm ra vận chuyển ra, thì nó tới nó cắt đi. Nó không cho mình tiếp tế vô, và bắt đầu nó giảm xẻo, thì bắt đầu nó giảm xẻo, nó thời gian cay cẩn lắm. Tự nhiên thấy trên đảo là nổ mấy phát súng, thì lúc đó là xảy ra đấy, nó bắn mấy phát súng giờ cớ, thì anh em là người thì nhao như này như khác, thì có người ngã xuống ấy, thì bắt đầu cờ té xuống, thì người khác như cầm lên, thì một lúc nữa thì bắt đầu là ở trên tàu la rồi, nó bắn rồi.
thì bắt đầu bọn tôi là bắt đầu là không có cái dây vận chuyển nữa, thì bắt đầu chỉ huy la thì rối loạn. Mình nói chung lúc nữa hẳn bạn là mình có sụp đôi chứ cũng rối loạn, anh em là hoảng, người trai kiểu như vậy khác nấp á, thì bắt đầu lúc nào pháo nó dập luôn, là nó nhanh lắm, nó diễn biến rất nhanh, nó dập luôn tới đập luôn, thì bắt đầu là nó bắn chỗ xả thì không thể mà ngọc đếm được, thì bắt đầu lúc đấy tôi chạy về đuôi cabin thì bắt đầu là bị thương luôn. Và bị thương thì lúc rất nhanh, trong vòng mấy phút thì bắt đầu tàu chìm cuộn vào, thì lúc đó không biết gì nữa luôn. Thì còn phía ở trên đảo hạt đánh chấp mà đâm đê đồ như này thì các đồng chí đi rõ hơn này. Các anh có được nhà nước ghi nhận công trạng không, bằng những cái ví dụ như huân huy chương hay là danh gì hiệu danh? Có đấy, về đến nơi thì cho ăn dưỡng 2 tháng nhưng mà bọn em không ăn dưỡng được, về nhà thôi. Thích về trong đêm luôn chứ không cần phải ăn dưỡng, khi mừng quá rồi, 3 năm rưỡi mà, chứ tôi là có con có vợ có con rồi mà dư mà về không cần phải, không ăn không uống không cần phải ở một ngày một giờ nữa, mà để như thì sau một tuần họ mới cho về. Là hôm đó thì dân làng bà con họ đến là xem đông lắm, như người hồi luôn, có người chỉ cần xem mặt thôi nhưng cũng không được, ở chỗ là dân mình tự nghĩ nữa, không biết sáng nó Trung Quốc nó làm như thế nào, nó độc định hay nó chẻm hay là nó tiêm thuộc hay nó còn làm gì không, còn nguyên vẹn như cái thời mình đang còn ở nhà không. Nên bà con chỉ cần tha thiết là nhìn thấy mặt thôi, mà cũng không được, nó đóng chặt cứng cả làng á. Có những cái kỷ niệm nó vui lắm, nhưng đôi lúc mình thì con nhà nông thôn làm ăn thì vất vả lắm, cũng quên rồi, nhớ rồi quên, buồn vui lẫn lộn nữa. Khi về thấy mấy các đồng chí đi lánh lăn á, là về này. Còn tôi là khi về mà đến qua là việc đào trả mà bước qua một cái vạch 20 mét qua quốc tế này thôi, anh em ai cũng khóc hết, chảy nước mắt luôn, mừng là bước sang là biết được là về nhà rồi á. Nhưng mà sau bộ quốc phòng lên đón á, về trại điều dưỡng, anh em ở điều dưỡng á, thì anh em cũng nói chung cũng vui cũng mừng. Nhưng mà được một tuần thì quân chủng hải quân lên đó đưa về bầy cháy, thì các đồng chí đi là lên hỏi nguyện vọng người nào là nhớ nhà, bảo mấy anh đi bảo là xin về phép, thì bên kia là quân chủng cho về phép 2 tháng thôi. Tôi thì vào viện điều trị thêm mấy tháng cho đến Tết, hạt sạt Tết của năm 92 thì đơn vị bảo là thôi sạt Tết rồi thì để giảm đi thương tật đi, để cho về gia đình cháu lâu rồi. Thì bắt đầu giả binh thương tiện và quân chủng là đưa một cái chuyến xe là trở về gia đình luôn, nó như đồng chí Đông là về đến địa phương là nghe tin về là dân làng chạy đến chân cứng đường xem đúng như là hồi luôn. Thì lúc đó quân chủng đưa về nữa thì có mấy người quân chủng đưa về nữa, rồi là lúc nữa thì về là đồn đài để trung có cái đi cái khác để thương binh nói như chết trọng thương binh lũy một, họ nghĩ là ngó năng khiếp luôn, chỉ coi tình hình ra. Mà về sau khi về gia đình có lập cái bàn thờ nữa, bầu tử rồi mà, rồi là gia đình có lập cái bàn thờ, để nguyên bàn thờ đó. Để ba mẹ bảo là bàn thờ đó, khi sau 1 năm thì đơn vị có bầu tử lập bàn thờ này, rồi cũng có cụm này đi làm cái thầy cụm ở ngoài biển á, tiêu hồn của con đưa về ngoài biển, rồi phan lên rồi cũng bảo là hồn linh thiêng rồi về cũng dập bàn thờ rồi. Đấy, nó cũng chết rồi đấy. Đấy, thầy mà nói đến cái mức độ đấy, cuối cùng về là bắt đầu là phải tự tay mà tháo dỡ bàn thờ đi. Đó là những cái kỷ niệm mà đến về là cả dân làng ra là ôm khóc đó. Sau cuối cùng đến năm 92 á, thì cưới vợ á, thì xã cũng quan tâm, thì đầu tiên á, lấy vợ đầu tiên hồi xưa thì cưới đơn giản thôi, không giống như cưới như này thôi. Cả cái hội trường của xã là cho mượn là tổ chức cưới luôn, hai vợ chồng tổ chức cưới thì xã cho mượn hội trường cưới, rồi xã đứng ra là làm ban tổ chức, anh em bạn bè là mua pháo đột mừng khiếp luôn. Mà đến nỗi cô dâu chú rể đứng trên này là đẩy sang bên luôn để khán giả vô xem luôn, chứ cô dâu chú rể có thấy được đâu. Kỷ niệm là hay về như thế. Và những cái phần thưởng mà các anh được nhận, ví dụ như là cái ghi nhận công trạng của mình, cái phần thưởng công trạng thì sau khi về năm 92 thì quân chủng trao thì quân trường chiến công hạng 3
thì cái huân chương chiến công hạng ba thì có từ năm 88 nhưng mà quân chủng giữ cho đến khi trao trả tù binh thì bọn tôi về thì mới đưa, thì chỉ có vẻ vẹn đưa là lên đọc quyết định và đưa cho mỗi người mỗi tờ giấy thôi, khúc cũng không có luôn, mỗi người mỗi cái giấy lăn tròn và đưa về thôi, đó là cái huân chương chiến công. Còn vừa rồi đây là cách đây 2 năm á, thì anh em có cái sự viết thư về hỏi han về nhờ tất cả báo chí á, thì có hỏi han về làm cái chế độ tù đáy á, thì vừa rồi đây là được cái chế độ tù đáy là 797.000 đó, thì được mới nhận được hình như năm ngoái ha, 12 năm thì đó là được cái chế độ đó. Thì còn anh em được thương binh thì ai được thương binh như đóng đây thì được thương binh lùi 4 21%, thì thương binh nặng 80% thì được chế độ như được. Còn cái chế độ thì như đảng nhận được thì ai làm sao thì mình làm thế. Anh cũng được huân chương chứ? Có chứ, tôi cũng được, cùng dòng nhau cả thôi, mà chế độ tu cùng dòng nhau cả. Nhưng mà đôi lúc bọn tôi thì cũng không đòi hỏi đâu, nhưng mà họ quan tâm được thì càng mừng. Nói chung là nhờ các anh chị báo chí rồi là cũng quan tâm, nói chung giờ tuyên truyền báo chí tuyên quan tâm giúp đỡ để mà làm cho là kêu gọi để hướng dẫn cho anh em là làm. Thì báo chí bắt đầu đi tìm lại anh em để kết nối được anh em gặp nhau. Còn hồi xưa là anh em rất là cô biết đó, thì cũng nhờ báo chí để nhờ anh chị em để cũng để tìm lại để mới gặp được. Thì giờ cũng biết nhân này, rồi biết tất cả anh em trong cho hồi xưa về là thất lạc, không biết ai hết, quên. Bây giờ đã gặp nhau được cùng chưa? Cũng gặp cũng đủ được một lần rồi, là đợt ở Đà Nẵng đấy. Thì ban liên lạc được xa Đà Nẵng thì có Dũng mất đó, thì chỉ nên em tụ đã gặp lại nhau đủ rồi. Hùng thì cũng gặp được, về Hùng về là bị mất, đau mất trước. Còn anh em tìm lại được đây mười mấy người đây thì mới thành lập ban liên lạc đấy á. Thì cũng mới tìm được đưa mười mấy người á, thì có cái tổ chức ở Sài Gòn á, có mời sẽ đi mình chuyện ở Sài Gòn á, thì anh em cũng gặp được. Bởi vì trong Bình Định có một người ở trong Đắk Lắk, hai người ở trong Đắk Lắk, một người ở Đồng Hà, thì có một bộ phận mẹ anh ở Sài Gòn đã chờ cho đi được mấy ngày ở trong Sài Gòn, thì cũng gặp được mười mấy người. Nhưng mà cũng chưa hết, chưa đầy đủ. Chưa có ai đứng ra để mà tổ chức cho anh em gặp. Chưa có điều kiện, cuộc sống còn khó khăn, mỗi người làm ăn. Còn chúng tôi mà tự đi tìm nhau là hơi khó. Vì nó cả nước, cả nhiều tỉnh mà hơn nữa là mình có nhà thuần nóng thì làm sao mà... Chưa có dịp để gặp thường xuyên thôi, nhưng mà trên điện thoại thì... Thường xuyên thì gặp trên điện thoại thôi thì cũng có. Chào các anh. Cũng trước hết là chúc mừng các anh được gặp lại nhau, thấy các anh rất là khỏe mạnh. Các buổi trao đổi hôm nay, nghe câu chuyện của các anh thì cũng là thay mặt cho các khán giả của Uni Việt Nam, thì chúng tôi muốn biết thêm trên cái xuồng nhôm đấy, cái xuồng nhôm mà mình chở người bị thương và người khỏe bám vào để bơi về sinh tồn đấy, bơi về Colin. Thì có mấy cái vấn đề như này. Thứ nhất là ở trên đấy thì có người chỉ huy không? Hai nữa là có người đứng ra để điều hành ở trên cái xuồng ấy không? Hay anh em có mỗi người một ý thôi là hai? Và anh có thể nói về những cái điều mà mình nó diễn ra ở trên cái xuồng từ lúc mà mình lênh đênh trên xuồng cho đến lúc mà mình nhìn thấy cô Linh hay là cô Linh nhìn thấy mình ấy, đại loại như thế, và vớt mình lên, thì những cái diễn biến và cũng như tâm trạng của mình. Vâng, xin mời các anh. Báo cáo với chị thế này. Thì sau trận đánh đó thì bọn tôi là được lên xuồng và vớt những anh em thương binh và tìm những liệt sĩ, nhưng cũng không tìm được rất nhiều người, chỉ được mỗi Phương và một số anh em thương binh thì cũng đưa lên xuồng. Thì lên xuồng thì cũng trong đó có là Trung Lý Trương là bây giờ gần người chỉ huy cao nhất còn sống của những người sống đó thôi, chứ không phải là cái cao nhất của chuyến tàu đi. Thì ông đó là bên một khung của những chỗ bọn em là lính tầm 3 đấy, xây dựng. Thì lên xuồng đó thì khi mà người lên xuồng thì nước nó vào các lỗ đạn bắn trước ấy, thì anh em cởi áo quần hết và bắn bỏ cho số thương binh
và còn lại một số tình nhiệt những cái chỗ lỗ nữa để nước khỏi vào. Thì đi được một khúc thì vượt thêm được một như anh Hải chạy á, là mới đôi ngoài nước vào á, mới ngoài tàu vừa trôi vào là vượt được tiếp anh Hải nè lên tàu. Thì quyết định của có lúc đó vẫn có chỉ huy đó là anh Trương, thì bây giờ quyết định là tàu Trung Quốc thì đi rồi, thì mình quyết định bây giờ không biết đi về hướng nào, chỉ nhìn 505 của mình nhé là đang còn sống, có nghĩa là hút lên đảo là còn sống đó. Thì anh em cố gắng là về tới đó, thì về tới đó thì cũng có phương tiện, cũng có động cơ, thì dùng bằng sức người thì số anh em yếu và thương mình thì nằm trên, còn những người khỏe thì xuống dưới giáp bộ nằm hai bên màn thuyền á, cứ kéo đến về cuối đảo thì cái đảo nó dài, đảo Gạc Ma thì nó dài, kéo về thì 57 cây số rồi. Thì nhắm về cái 505 là cũng thấy gần cho tao to mà người ta cứ vừa cho thật đối qua mà vừa cùng treo được bao nhiêu thì treo bao nhiêu thôi, chứ cùng nghỉ lúc nào thì cùng một máy đến thôi. Nhưng không ngờ thì bên chủ 505 á là phát hiện người bên chủ 604 này còn sống và đã lên xuống, về thì ông quyết định thả xuống xuống và đưa giáp chúng tôi là về lại 805. Trong lúc ra đó thì có ra đi là ông đã lên cho mang theo sữa và nước những cuộc anh em người cấp cứu được đường từ một ngày trên biển lênh đênh thì về tới, nhưng nói chung những người khỏe thì vẫn còn, thì người đó chạy hết, chạy ra hết nặng thân ba lần nước biển mặn lên rụp lên bồng nước lên hết. Nhưng là tôi là những người thương binh thì nằm trên tàu cả ngày vật rồi máu me rồi nó chạy ra, nó lăn xin là anh em mới cởi áo của quần áo của mình ra mình đập lên và bắn lại, nhưng cuối cùng vệ sinh tôn nó vẫn chết thêm một người đó lên thượng Trường Sơn. Câu chuyện đến mà lúc mà kéo ở trên đảo ấy thì lúc đấy là phải dùng sức để kéo dạ, dùng sức người giặt hai bên màn thuyền là cứ lôi đi thôi, thế còn đấy. vừa lôi bồ vừa đi thì nói chung lúc người nước ngập sâu không? Lúc mà đến buổi chiều là được đâm ngang cổ thôi. Vâng. Buổi chiều. Có nghĩa là cái thuyền này nó vẫn nổi. Nổi. Vâng. Thuyền đường mình đẩy đi thôi. Vâng. Thuyền thuyền to mà thuyền nổi. Vâng. Thế còn khi mà quyết định đi sang Colin ấy thì là từ bên này mình có nhìn thấy cái tàu có. Năm 505 thấy chứ? Ngay chỗ bắn vẫn nhìn thấy. À, tức là tàu bên này là mình nhìn thấy bên kia luôn. Bên kia. Đấy tàu. Vâng. Và chỉ có điều là mình phải đi bộ sang. Vâng. Lúc bọn tôi ở trên đảo thì đừng phát hiện thì biết bắn cả ba tao một lúc luôn á, Trung Quốc nó bắn cả ba tao một lúc luôn á. Thế khi mà các anh bơi ở trên biển thì phải bơi lâu không? Trừ lâu. Cái đoạn kéo ở trên đảo ra thì anh bơi ở trên biển lâu không? Không, thời gian bơi từ mấy tàu vào chủ xây dựng thì khoảng mấy chục mét thôi. Nhưng ở trên đảo thì xây dựng thì cũng về bơi nhưng là đừng được can. Khi mà anh Thống anh ấy quay trở về vừa bị thương rất là nặng, bị thương một trên bốn nhỉ? Yeah. Vâng, bị thương rất là nặng và lại kèm theo những lời đồn đại. Yeah. Thì chị có băn khoăn không? Thì nói chung hồi nữa em cũng vẫn băn khoăn, nhưng mà xã cả cái người mà họ làm trên xã là họ đi vận động mẹ của em. Lại thương binh sau này rồi có gì khó khăn thì họ sẽ giúp đỡ chứ. Thế mẹ em nói thôi thì ta đi phục vụ nhà mà hy sinh như thế thì con cứ yên tâm mà lấy đi. Nói chung đồng viên rồi đấy, đồng viên rồi chứ còn sao cũng một thời gian thì họ cứ đến họ nhất là có anh trong họ của em cứ làm việc tinh xã ngày mùng để nói với mẹ em thế thôi thì thịm gạ cùng thuyết đi cho thời thống đi, sau này có việc gì khó khăn có tôi sẽ giúp đỡ cho thịm. Là buổi này thì họ vừa nói một thế thì mẹ em thì nói thôi thì
Ở đấy gà chú thọng ở đấy. Thì khi trước cũng có nhiều người họ cũng yêu, nhưng mà họ cũng yêu em, mà nhưng mà nay mà để yêu là cứ nói thôi không gả cho ai hết, gả cho thương binh đi cũng được, sau này là có gì thì xã quan tâm họ giúp đỡ, rồi là hai gia đình ngồi lại nói với nhau là đi cưới em là đi xã toàn nó họ đi. Nói chung họ bơm cao đầu rượu được là họ đi làm lễ tên xã tổ chức. Và cái thôn thì tên xã cho tên xã họ làm lễ. Nói chung hồi nữa cùng em cưỡi cùng láng họ thì xem đóng lắm. Thì bởi vì thương binh về láng ấy, mà lại vợ là có xã là họ quan tâm. Họ đến họ quan tâm đến gì là họ tổ chức tên hội trưởng, là không kể ở nhà mà kể tên hội trưởng. Để sau thì nói chung thì họ cung cấp chỗ đây ở miếng đất thôi, nhưng mà hồi này là kinh phí của xã là không có tiền mới xây nhà, thì họ cho miếng đất đây là vợ chồng làm ăn là hình thống, hồi này là sửa chữa ra. Còn em thì buôn đi buôn cá một thời gian thì họ cho làm chợ đấy, hồi trước cũng cho làm chợ cùng mà thời gian làm rồi làm được mấy năm vừa là không làm đấy, đó họ cho người gạo làm. Thì em buôn gạo, em mở quán ra buôn gạo mấy năm được thì em buôn bán cũng được, nhưng mấy năm đi làm ăn khó, buôn khó. Mấy năm đi người họ buôn họ tanh canh lắm, bởi vì họ vốn họ nhiều quá ấy, họ buôn được còn em vội ít vốn thì làm ăn cũng bán họ. Thì vừa cũng nói chung thì cũng đủ ăn. Tôi Trần Đức Thanh, quê ở Văn Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình, thì nhập ngũ năm 85, thì vào đơn vị lữ 83 Quảng Bình Hải Quân, thì cũng được năm 88 thì được nhận nhiệm vụ vào Cẩm Ranh để đi làm nhiệm vụ đảo Trường Sa, thì chuyển tàu HQ604 cùng anh em đồng đội, cùng có trên 100 anh em đồng đội, thì đi ra tới đó là 2 ngày 2 đêm, ra tới đảo Việt Má thì vào buổi chiều của ngày 13 tháng 4, 13 tháng 3, thì chiều đến đó thì cũng đã thấy Trung Quốc đến, nhưng nó cũng nói nắm nó bắt loa lên, nó kêu gọi đây là lãnh thổ của Trung Quốc, cả hai rời khỏi ngay. Thì bên chỗ Việt Nam mình thì không được lui, cứ bám néo tàu đó đến sáng mai khoảng 2-3 giờ sáng á là anh em dậy để kiểm tra nước. Thì số bên chỗ Hải Đô, chỗ bên anh Thảo Hải Đô á, thì dậy kiểm tra chỗ nào cạn nhất để mà xây dựng đảo, thì kiểm tra xong nó cắm cơ. Thì đến sáng là bọn công binh là như bọn tôi là lính công binh là lên xây dựng. Thì sáng sớm dậy thì ông chỉ huy bảo là bây giờ là xuồng thì không phải là xuồng máy, mà xuồng bằng kéo bằng dây đi vào đi ra, bằng dây đi ra vào ra. Nhưng mà ai bị đứng lôi bơi lôi á thì nhảy xuống. Thì riêng tôi chỉ biển thì không cần đi xuồng, thì nhảy xuống bơi bồ vào thôi. Bơi vào lúc đó thì tôi mơ sáng á. Thì có đồng chí Phương, đồng chí Lanh, đồng chí Đông đừng quánh là cơ, cũng lúc nó vận chuyển chưa có hàng vận chuyển vào đâu, mới được một chuyển mới vào xong thì đang còn chưa chuyển thứ hai vào nữa, thì thấy Trung Quốc nó tiến sát lại, nó thả xuống nhỏ xuống, nó vèn qua tàu mình mấy vòng cho nó cắt cái giấy không cho vận chuyển hàng vào nữa, xong rồi thì nó xong rồi mình nối lại xong nó cắt, rồi cùng thì xong nó thả tàu nhỏ nó xung quanh nó thả quân xuống, nó bồ lên, nó bồ vùng cúng này, nó ôm lính bên một cục nhỏ lại thật là cơ mới tiến lại gần. Thì anh em cùng bình tĩnh, cũng vấn đề gì xảy ra hết, cũng giống như là nói với lúc đó là cũng nghĩ là chính trị chứ không nghĩ là bằng vũ khí. Thì anh em lính như tình thế không thấy xây dựng, không có súng đạn gì hết, chỉ bốc vác thôi. Thì nó tiến lại gần, nó đến gần như phải cách nhau 1-2 mét đến sát lá cơ của mình luôn. Mình đứng sát lá cơ tiến lại, xong nó xì xôi xa rồi. Xong một tí nữa là thấy nó là lộn xộn
nghe luôn nghe cả nghe lôn chôn người ta nó thấy súng nổ liền, thì anh em súng nổ nó ôm cái cơ giật cơ thì nó lại lối cơ của mình quáng đi, thế mình lối cơ lên lại cuối cùng nó đấm một cái lê, ông lánh đấm nhau ông lánh một lê, ông lánh bù xuống nó đó là nó kéo đàn nó, thì anh em lúc nào bị đàn nổ số anh em đó là bắn hết, nên tôi bên là húp xuống lăn xuống dưới mặt nước á, lôi ra khoảng 15-20 mét, lăn khoảng 20 mét á, năm người lên thấy là đàn tàu ngoài là bị cháy rồi, mấy tàu đã cháy rồi, nhanh như một khoảng mấy phút, một chết một phút là tàu ngoài cháy, thì tàu là lùi bị bay bỏ trên đảo á, số anh em mà tôi thì người thì lùi thì người thì chết thì bị bay bỏ, thì đến nó bắn nó chìm xong á, nó bắn xong nó rút quân của nó, nó ra ngoài kia xong là nó bắn tàu chìm xong là nó lên tàu của nó, thì anh em mình trên là nói chung lúc đó có một chiếc xuồng 7 tấn nó bị thủng rồi. Thì số đi lượm đi tìm lại những số tử sĩ này và liệt vị thương binh thì được một mình ông Phương là tử sĩ, còn thương binh thì 4-5 người. Trong đó có ông Hải chạy người Thanh Hóa với có mấy anh em là bọc lên xuồng. Còn con anh Tử cụt chân thì với Trường Sơn thì chết, với Tây Đảo sinh tôi đánh chết. Tử sau con anh em thì lên xuồng đó. Lên xuồng đó thì bây giờ một người thì người nào khỏe thì xuống lôi, lôi bộ mà đắc dắt chiếc xuồng đó là đi bộ, còn anh em nào yếu mà mệt không đủ sức thì ở trên xuồng, như chúng tôi thì ngồi kéo, tôi thì lúc nào cũng bị anh thừa thương gì hết, cứ bình thường thì xuống kéo chiếc xuồng, kéo sớm đến khoảng 3-4 giờ chiều, kéo hết cuối đảo, đảo Gác Má nó dài lắm, đảo Gác Má nó dài, kéo hết cuối đảo xong là cho tôi xiết với tàu 505 của mình là tàu Colin này, tàu Colin này, Colin thì anh em dùng có tâm phản cùng bơi cùng treo, treo thì ra được 1-2 hải lý thì vừa tàu vừa bên chủ ông Lý là ông thả xuống ra cứu anh em vào 505, thả xuống máy ra cứu anh em vào 505, xong rồi đến tối thì có tàu chuyển tàu khác ra đón anh em chúng tôi vào sinh tồn và được mái tháng những số anh em là chết, còn số thương binh thì đưa vào cấp cứu ngay bệnh viện sinh tồn. Tôi là Lê Thanh Miền, Hoa Trạch Quảng Bình, đóng cái cửa Hồ Trạch Quảng Bình thế đi lính thì nói như các đồng chí đã kể rồi đấy, nói chung là dập ngủ một đợt đấy, ra đảo cũng một đợt đấy, ra là như thì thanh kế thì và tôi dành nhiệm vụ là lên đào trụ để mà dựng cột bê tông, thì mới đưa ra được 2 cột bê tông thì mình đào trụ thì trung cục nó đến thì nó cướp cơ thì đánh như ông chỉ lánh kế thôi. Thế chứ lúc đấy anh là công binh hay là tôi là công binh lên đào trụ để mà dựng trụ lên thì dùng trụ bê tông lên để mà lập sàn đấy, thì làm mới đào được 2 trụ thì mới được 2 cột bê tông chuyển vào thì chuẩn bị dựng thì nó ập đến đấy. Thế là cũng đưa được 2 cột bê tông xuống đảo. Đưa 2 cột bê tông, 2 chuyển 2 xuống luôn. Thì đến cắt dây là xong rồi là ra lên nội lại thì là đưa hắt chạy xuống máy để nó dí xuống đến đâu, khi nó sợ là hắt xuống máy nó lướt, cho nên bơi tôi vào. Sau nó là tranh giành là coi hai bên giành giặc cơ, rồi là sợ bầu sang đó là nói é khi nữa nó tưởng nó không bắn không ăn vui không bắn, thì hai bên cũng xô chặt nhau rồi đấy, đẩy đi đẩy lại sau chặt nữa là nổi khung lên là nó bắn. Anh là ở trên đảo các bạn, sau đấy thì trong cái vụ đánh nhau đấy thì anh thoát bằng cách nào? Thì khi nở là nói chung là bắn tôi dòi xuống được là cái rảnh làm thôi, chứ không phải chưa khi nở mà xuống được á, làm hụt chụp được để đánh chơi nước là sống được, hụt chụp nó lằn hay việc lằn cho mười cái đồng chí ở Đà Nẵng mà lính mới mà cái trăng lằn á nó tiệt sạch tôi em hết, còn mà tôi nói chung là khi nở là hắn bắn trong dòi xuống được là tránh được đàn cái lối đàn khoảng loạt đàn của nó bắn á, xong chứ còn anh nào mà không làm được thì tôi hết nó bắn dữ lắm, nó bắn theo cái anh là đi theo cái thuyền đấy ạ, vâng, và không bị bắt
tôi lên đảo đấy, tôi lên đảo đấy mà kéo vật liệu vô đảo đấy. Mấy đồng chí này là, mấy đồng chí này là nhân tàu là cầu hàng xuống bê tông xuống cho bọn tôi. Bọn tôi tơi vào trong đảo để mà đào, đào trụ để mà dựng lên để mà đặt sàn. Làm nhà cầu chân á. Nói chung anh em mà hy sinh mất mạng 64 chiến sĩ đó thì trên tàu hình như là hy sinh nhiều. Bởi vì hắn bạn chìm tàu rồi mà anh em nổi lên nó có chai thuyền nhỏ nó bắn nữa. Thì hy sinh rất nhiều, còn sống sót 8-9 anh em mà tôi trên biển bị bắt đó thôi. Chứ còn hầu như là hy sinh gần hết. Tôi nghỉ nở đầu tiên tôi nghỉ nở bị thương nặng nếu sống không. Bơi gặp đồng chí Đông đây là chỉ có là gặp được là gọi bơi cho vui với đọc địa chỉ là mình là tên như này, địa chỉ như này để mà lỡ bạn cô về cô sống được á thì nói là mình chết trong hoàn cảnh như thế thôi. Cái bị thương mà giữa biển cả mênh mông trốn như người mà sống ai cứu. Nhưng mà nghĩ là nên có chỉ cần trông nữa ai mà cứu dù cô chết mà ai chỉ cần xách cái hỏng mực nước chết một cái thì thỏa mãn thôi. Không hy vọng sống nữa. Không, chỉ có tay này đã bị thương dây máu nãy thì ôm cái tay này giơ lên này này để cho khi nghe kể nó cấm mập á, nghe nó mập thì sợ. Cái mặt thì lên hỏng mặt ngược rồi, tay cũng hỏng nhưng cái chân bao giờ để mà lên được nữa, biết chân bị thương không lên được. Nhưng mà sợ cấm mập nhưng mà giữa chứng á thì kể là cũng có ai tin hết nhưng mà cũng có cái máy á, kể có cái máy là cá mập mà không ăn được nữa, cá mập không cắn được nữa là nhờ là cũng gặp máy là cái thuyền cao su. Khi đổ bộ là có cái thuyền cao su mà đổ bộ là cái thuyền cao su bơm á, nó bị lịnh nó bắn chìm á, nhưng mà hắn còn một tí hơi thì là đựng giữa đó là hắn lạnh quá thì thấy là bắt đầu đựng vui giữa hắn nổi lên xung quanh này thì bắt đầu nghĩ đến cá mập hay là cá mập thật. Hắn có một con hắn lao về phía đó thì mà lúc đấy mắt hắn mơ qua rồi nhìn thấy mơ hắn lao vào á thì cũng nghĩ là cũng nói vài ông vài bà cũng được xuôi cũng như này là nghĩ này nghĩ trong lương tâm nói thà đàn bạn chết thì thôi không sợ nhưng mà giờ đang sống giờ chết giờ chứ đi mà cả hạt kẹo là cũng chết oát không sợ đàn bạn chết nhưng mà sợ cả nó kéo. Cũng phải như phải xuôi chứ nó kéo đến lần thứ ba nhưng mà nó kéo đến lần thứ ba nó có cái thuyền người bảo về nó kéo thì bắt đầu mình dơ để khu vực nào nổi á chỉ cho nó cắn nó kéo một cái mà đến kéo lần thứ ba một cái á thì bắt đầu là nó chìm cái thuyền luôn mà nó may là nó bỏ nó đi này hey, nó chặn nó bỏ nó đi thì bắt đầu gặp đồng chí Đông luôn mà không dám kể chỗ Đông bởi vì kể chỗ Đông nó sợ nói nó bơi vừa cần cái bị thương nó sợ cái vấn đề là cắn lấy. Nhưng mà cái là gặp Đông một cái thì bơi được trong vòng 30 phút á là gặp tàu Trung Quốc thì đều bắt lên luôn. Chứ không thôi thì qua đêm thì cũng chết. Thế nó đưa về bệnh viện á thì thấy nó như Đông là hắn đưa về mà hắn đưa vô bệnh viện nghe một tiếng hắn nói ai bị thương thì đưa vô viện. Hắn đẩy lên băng ca đưa vào là hắn bảo trên cái băng ca xong là hắn bắt kẹo là cắt. Áo quần hải quân này dính nó cắt đánh đuống hết. Nó bỏ vòi nước như kiểu rửa xe. Nó rửa bởi vì 3 ngày trên tàu này tôi một ngày trên biển này hắn rửa xong sạch một lúc nữa thì đưa đẩy đi đâu là vô trong này. Làm chứ cũng biết lửa luôn kể nó làm chứ làm xong là đến tỉnh dậy thì thấy người băng hết rồi cuốn băng khắp cả người luôn thì có thạc cái chuyện hỏi thì tôi ở đâu đây cùng lúc nữa tỉnh hỏi ở đâu thạc cái chuyện nói anh đang nằm ở bệnh viện hỏi thật không nói thật bệnh viện đâu đây bệnh viện Trung Quốc để lại nhập đi luôn nằm viện ở tôi nằm viện có gần hơn gần 3 tháng đấy thì về chưa hẳn ổn có nằm một tuần cái đã nó đòi bảo này là anh muốn sống phải cưa tay cưa chân anh nhưng mà tôi trả lời hẳn nói là tuyệt đối cưa tay cưa chân tôi không cho nếu mà anh cứu được tôi thì cứu tay chân tôi còn không cứu được thì để tôi chết chắc tuyệt đối không được cưa tay cưa chân thôi. Thế bọn bác sĩ hắn hỏi ý làm sao á thì hắn làm thuộc là mấy sao mặt tuần sau rồi nó bảo này cứu được tay chân anh cứu xong được anh rồi. Thế từ đó nó cứu dần để nó tiêm thuộc nhiều lần hắn đau quá mà tôi nói đi tiêm thuộc gì mà cho tôi là khỏi đau luôn á
anh nói tiêm thuốc đấy là không được. Anh cũng nói thế bác sĩ á, anh nói tiêm cái thuốc morphin này vào là không được, nhưng mà nó cứ tiêm cho tôi làm sao tôi chịu, đau cũng chịu nổi nữa, nó tiêm đi mà có chết tế bệnh viện, nó chết đi sống lại hai lần, yếu quá nó tiêm thuốc ấy nhiều quá là chết luôn. Đến nó tiêm buổi sáng nhưng mà khi tỉnh dậy đến nửa đêm rồi, tỉnh dậy mà đã thấy quanh bác sĩ đứng quanh giường đây, mà tỉnh dậy hỏi thằng bác sĩ phiên dịch này, sao người đóng thế này, bọn ấy ồ lên một tiếng, hắn bỏ về miếng biệt này đó. Mình chết tiêm sống lại, thao thằng phiên dịch bảo này tiêm thuộc anh thì chết đi rồi đó, tiêm sống lại, cấp cứu sống lại. Nói chung về bệnh viện sau một thời gian bệnh viện sau với cái quốc tế để thăm, tôi dự thờ đỏ quốc tế để thăm thì nó đổi sự hơn đỡ hơn một chút, có quốc tế đỡ hơn một chút, hành nới rộng để cho anh em đi lại cả phòng hơn một chút. Chứ khi việc là phòng nào á nó nhột là phải giữ phòng đó, nhưng sao của cùng quốc tế để cho để ra để giao lưu, ở không nó nhột để chừng nó bưng đồ ăn cho ăn thôi. Sau của cục quốc tế đến thì hình có thả cho anh em theo lòng đi ăn. Đến mà hôm mà anh em mà đến sau 3 năm đòi mà cái hàm đôi mà cái ông ở trung ương hàm đôi thì mà đòi gặp gỡ để nói cái tâm trạng của vị anh em, mà anh em mà nói chửi nó luôn mà. Nói là mẹ ông phỉnh như thế con, mẹ ông giỏi đưa bọn tôi ra bắn luôn đi, chỉ cần một người một phát đạn, hai phát đạn bọn tôi chết rồi. Nó cũng nói lại, nói chúng tôi coi mấy anh như kiểu con em trong nhà nên cũng thông cảm lời nói, bởi vì mình bức xúc quá rồi, chửi nói luôn cho mẹ ông bắn luôn, không phải này lừa phỉnh mai cho về bột cho về. Cảm bộ trung ương của nó về mà mình phải nói đến độ đấy. Nó có tuyên truyền? Nó tuyên truyền thì không tuyên truyền, nó cứ hỏi nó là đảo Trường Sa là hắn bảo là của Trung Quốc, nhưng mà mình nói bọn tôi là đảo của Việt Nam, bọn tôi trên nhiệm vụ ra xây dựng của đảo Việt Nam thì biệt đảo Việt Nam, còn bọn tôi người lính bọn tôi không biết gì hết, biệt đó là của Việt Nam thì của Việt Nam, còn chúng tôi là không biết cái gì nữa mà hỏi. Thế nào cũng hỏi gì nhiều. Hôm nay này anh bảo này là sẽ có lành phóng thích thì cũng nó cũng cho đi chơi cùng biệt được một chút nữa, thì đến tối đó anh em về là không ngủ được đâu. Có được anh em được 10 đồng phụ cấp, mà 10 đồng cái tiền nhân dân tệ hẳn á, nó cho đi một vòng thì anh em là mua toàn là lạc này, rượu này, đồ tất cả để tối về là uống nhau để mà để chờ để phóng thích á, biết ngày mai thì cũng đọc phóng thích đến ngày mai sáng á. Nó đọc lệnh phóng thích đưa xe đến, anh em đọc lấy xe về luôn, mừng không ngủ được. Chờ đợi 3 năm rưỡi rồi, giờ nói trở về là sướng rồi. Thời gian dài mừng thì mừng, có mấy đứa đi mừng, nhưng mà em là mừng mà buồn nhiều nữa. Bởi vì đất đang là mừng về Việt Nam rồi mà mừng bị buồn, bị thương quá nặng. Mừng buồn về mấy đồng chí nên là về phép, nhưng mà em là phải vô viên nữa. Kỳ khi về là trung tướng cái ông tư lệnh lên là kỳ cho về phép là 2 tháng, nhưng mà em không về được vì phải đưa vô viện để điều trị tiếp, buồn lắm, không báo cho gia đình biết. Sợ gia đình buồn đấy, ở bên Trung Quốc công việc thư là con đang ở Trung Quốc, gia đình yên tâm thôi công việc được. Nhưng mà về đến Việt Nam á, thì khi về đến Bộ Quốc phòng rồi thì bắt đầu về nối thiệp với gia đình, việt thư là con bị thương như thế không về phép được. Bây giờ là thương binh 1/4, 81%. Hồi đó là về giảm đi tai viên quân chủng, họ bảo này thì nặng như thế này thì cho lời một thì nặng nhất để về đưa về gia đình, thế là nhất tỷ luôn. Giảm đi xong là đơn vị bộ tư lệnh đưa xe trở về gia đình luôn, đến xa tết của năm 92 đấy. Khi đấy là đang thanh niên chưa có vợ. Lúc nãy là thanh niên chưa có vợ. Lo của vợ. Bây giờ thì cuộc sống gia đình của anh
cuộc sống của gia đình thì nói chung về thì tạm ổn rồi. Vừa rồi đấy thì có nhịp cầu Hoàng Sa họ cùng giúp cho mấy trăm triệu đấy, cùng với gia đình thì mới làm nhà xong, mới ngày 14 tháng 3 mới khánh thành đấy. Thì nói chung xã tạo công an việc làm cho ở xã chờ đấy, thì nói chung cuộc sống thì cũng tạm ổn rồi. Em là người ở là Hồ Văn Bá thì là thôn Đức Trung, Đức Trạch, Bộ Trạch, Quảng Bình. Đi lĩnh là tháng 8 năm 85 vào vừa trung đoàn E 83 thôi. Thì vào dập ngủ là ngày mưa là của trung đoàn E 83 thì vào đi giọng chứ các đồng chí vào là của năm 88 là vào dân diêm phu là vô Cẩm Ranh. Đây cũng ra đảo gặp má với anh em thì cùng ở trên đảo. Sau đó thì là Trung Quốc hồ nổ với hồ bắn nổ rồi chỉ thì nó thì cùng nổ sau đó thì là miền cũng không tận được đàn ấy. Nó cũng nổ là không tụng đàn là nổ hết. Thì sau đó bên chỗ 505 mua đưa xuống để chiêu đó thì anh đưa xuống là đặt lại 505 thì sau đó ít phục chí đó thì anh đưa vô xin tôn nổ nữa. Em xin hết em không. Nhưng mà sau đi anh em về thì mỗi người mỗi hoàn cảnh làm thất lạc ấy, để không liên lạc được nhau á. Thì vừa rồi anh em ở đây thì cùng gần gũi nữa với Thảo nữa thì thành ban liên lạc để thành nào muốn để tao tìm lại cả các anh em cùng đồng đội để mà ôn lại kỷ niệm đồ cho vui. Thì sau này thì tìm lại được anh em ở đây là có được mười mấy người, thì cũng có đi giao lưu rồi cũng đi chơi hội họp được mấy lần rồi. Nhưng do điều kiện hôm nay thì đi làm ăn xa, về ở xa thì cũng tới đây để đóng đủ được, để cho mấy anh em ở gần đây tới đây thôi. Anh em mình đã có ai quay trở lại Trường Sa không? Được chưa? Mong muốn thì có tất cả anh em đấy, thì bản thân tôi thì thương binh thì nói mong muốn thì mong muốn tới để thăm lại, nhưng mà không điều kiện sức khỏe không tới, nhưng mà anh em ai đây cũng mong muốn để trở lại Trường Sa để thăm hết, nhưng mà có điều kiện vậy cũng được phép. Tôi thường thích là ra thăm chiến trường xưa, tôi đề nghị với đồng chí Thảo xin ý kiến, đề nghị coi thử họ cho không, thì bây giờ cũng ngược áo đấy đến Trường Sa để mà thăm lại. Cũng muốn như vậy là lâu, nhưng vì thứ nhất là cái điều kiện cũng mình cũng bây giờ chú lịch từ chưa có mà đi. Nhưng bây giờ nói về để mà chỗ hải quân mà để mà xin mà ra một chuyến thì chắc là làm khó. Thì bây giờ cũng đề nghị để mà máy giúp đỡ được cho đi một chuyến thì càng tốt, chứ cũng không biết nói gì hơn đâu. Về ở đấy thì hải quân ngủ chung về cũng đi biển ra Hoàng Sa mà làm khai thác đàn cá ở ngoài Hoàng Sa thì cũng gần hồi cái dàn đi cả một. Để cả một hành nọ thì bọn em ra bấm điểm ở đó cắt là khoảng chục lý cho mấy. Cũng vẫn cho gia anh của hắn mà nó lần cả một bến đó thì nó đều cũng ước mong là từ lúc mà ra đi lĩnh cho đến ra quân là chứ nguyên vọng ấn ra chuyện ngoài đảo mà xem một lần để mà cuối cùng về. Nguyên vọng anh em á. Thì nói chung từ khi thành lập ban liên lạc để nhớ cái điều kiện để mà đi lại để gặp gỡ anh em thì cũng có hạn, bởi vì mỗi người làm ăn cùng mỗi hoàn cảnh khác nhau, không có điều kiện để gặp thường xuyên ấy. Thì mong muốn có cái tổ chức nào hoặc cái chính trị nhà nước hoặc quân chủng hải quân đối với anh em mong muốn làm sao để tạo điều kiện để giúp đỡ cho anh em có một cái dịp nào đó để kỷ niệm hoặc đối với đó để gom tất cả anh em lại, tìm tất cả anh em sống sót lại để ôn lại, để gặp gỡ lại, để còn những cái kỷ niệm giữa cái trận hải chiến đấy để biết được nhau. Kiểu anh em bây giờ không có điều kiện để gặp nhau thường xuyên thì mong muốn qua chỉ đều các cái tổ chức nào mà có điều kiện đấy, những ngày lễ lỡ tạo điều kiện cho anh em gặp nhau đông đủ được thì tốt nhất. Từ ngày anh ra quân đến giờ thì đã có bao giờ mà
được quay về đơn vị cũ hay là được gặp với Bộ Tư lệnh Hải quân chưa? Giờ từ ngày mà khi xuất ngũ đến giờ thì Bộ Tư lệnh hiện như chưa tới, nhưng mà đơn vị thì ở Đà Nẵng thì có tới được một lần hai lần, là do ở trong anh em ban liên lạc Trường Sa của Đà Nẵng họ có mời vào thì mời cũng không đông đủ anh em được, họ chỉ có mời là một vài người thôi, thì mời vào thì cũng ghé qua đơn vị thăm, chứ còn đơn vị mời thì không có đâu, nhưng mà kiểu anh em ở Trường Sa ở Đà Nẵng mời vào thì luôn tiền thì ghé qua đơn vị. Thì mong muốn anh em đơn vị cùng anh em thường nói với nhau đấy, này như này mà Bộ Tư lệnh đơn vị không tổ chức một cái cuộc gặp mặt để mà nói về cái biển đảo, hoặc nói về cái gì đó để cho anh em một chút tin hay. Để chẳng hạn như nói đi trong cái trận đó thì người nói xuôi người ngược, cái phải cái đúng thì khi đơn vị nói hoặc là Bộ Tư lệnh nói một cái về cái chính trị hoặc một cái khía cạnh gì đó, anh em để thông hiểu hơn ấy, về hoàn cảnh mọi cái mà anh em chưa hiểu chưa biết thì hay hơn. Giờ giờ nói về cho anh em mỗi người một phương đấy, gặp mai gặp người đi người khác nhiều khi thông tin hẳn chính xác mà nói hẳn không gì, để nhiều khi nói lệch lạc đi thì hẳn cũng hay. Nên mong muốn anh em là có đơn vị hoặc có cái tổ chức cái mong muốn mà có điều kiện như những cái ngày lịch sử hoặc kỷ niệm gì mà gặp được anh em đầy đủ như thì tốt. Các con từ trước đến giờ về là chưa được Bộ Tư lệnh chưa gặp lại lần nào, mấy chục năm. Nếu mà được gặp thì rất là vui. Được gặp thì vui lắm, cũng đòi hỏi gì lớn, chỉ anh em nguyện vọng để gom lại thôi, gặp lại đơn vị cũ, gặp lại được cả cái thủ trưởng hoặc đồ như là vinh dự rồi. Thưa quý vị và các bạn, cho đến nay, có lẽ những ai quan tâm đến sự kiện 14 tháng 3 1988 hẳn đều biết, ngoài Gạc Ma bị mất vào tay Trung Quốc, thì Việt Nam còn giữ lại được hai đá liền kề là Landau và Kulin. Tàu HQ-505 trúng đạn, kịp thời ủi bãi ngay khi bốc cháy và hư hại, ở mức vẫn còn di chuyển được, đánh dấu mốc chủ quyền Kulin. Thuyền trưởng Vũ Hữu Lễ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tàu HQ-605 trúng đạn, cán bộ chiến sĩ kịp thoát khỏi tàu, len đao bỏ trống. Tàu HQ-604 trúng đạn khi chưa kịp giao tranh, 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh do trúng đạn hoặc chìm tàu. Một tháng sau, phía Việt Nam tiếp tục làm nhà giàn và cho bộ đội đóng giữ tại Landau. Uyên Uyên Việt Nam đã phát một video về Landau có tên Biệt đội cảm tử đổ bộ Landau 1988. Trong chương trình tìm kiếm địa chỉ HQ-604, chúng tôi đã gặp các anh, những người lính làm nhà giàn trên đảo Landau năm ấy. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn. Con đi qua cô lính thì mình dắt bộ khoảng 7 cây số, 6-7 cây số dắt bộ, từ dắt về mình lôi về nước, ngắm mình về nước ấy. Đấy là dắt bộ ở trên Gạc Ma. Gạc Ma. Sau đó thì là cô lính người ta phát hiện ra người xong ta mình, ra đó. Vâng. Không, mình bơi đã bơi được khoảng 3-4 tiếng đồng hồ sau đó. Ba bốn tiếng đa bên kia bây giờ bơi lôi vào đã khát chảy cũng bơi mình được, chảy vì to nổi bơi thế thôi, nhưng là vì mình ngồi trên xuông hay to gió thì lớn mà biển thì cả mình mong những người sức người thì đúng có được một miếng ván trước này thì bơi được bao nhiêu, tức là mình thì nhìn thấy họ nhưng không chắc họ có thấy mình không, đúng sao mà to mà họ không họ sao phát hiện ra là đến năm sau mấy tiếng đồng hồ mình bơi gần hơn đúng không, thì họ phát hiện ra gần. Dọc đường đi như thế thì các anh có còn vớt được ai nữa không? Không, khi là gì vượt ông Hải đấy. Vâng. Ông Hải, khi đi về là vượt được ông Hải. Được thêm ông Hải rồi ông lên lâu bị thương biết chạy năng. Ông ấy chạy đấy. Khi đấy thì anh Trương mà anh nói đấy, anh Trương thì ông Hải là có bị thương không? Không, không. Không, ông Hải không bị thương. Như vậy là trên tàu có người chỉ huy. Có người vẫn có người chỉ huy. Và anh Trương lúc đấy là anh chỉ huy. Là ông chỉ huy luôn. Vâng, ông chỉ huy. Có lúc nào mà anh nhìn thấy máy bay của ta không? Dạ không. Không thấy. Không thấy. Chỉ có vệ sinh tôi mới bán mình ra. Dạ có thấy hôm nay bán. Thảo quân xuống. Lái thì là thấy máy.
thấy ảo. Còn bụi gạc má thì không thấy máy bay. Còn về sinh tồn? Về sinh tồn thì bắt đầu là có thấy máy bay. Vậy là thả, thả và nhu yếu phẩm cho những người áo quần chăn mang để mặc với thuộc để cấp cứu những. Sau đấy thì các anh có còn ở lại trong đơn vị không? Còn lại trong? Còn sau bọn em về lại đất liền thì được đơn vị cho vào ăn rượu ngồi vô. Được 15 ngày. 15 ngày rồi các cơ quan đoàn thể đến thăm. Sau rồi các em về đơn vị thì lại đi thêm một chuyến đảo khác nữa. Đi xây dựng thêm một đảo nữa. Xây ra đảo Lâm Đáo. Cảm giác xem một đảo là xong là mới bắt đầu đọc mới mới ra quan. Thế chính các anh là người lên đảo xây đi ạ? Dạ. Sao xây lại lên đảo tiếp? Anh kể chuyện xây lên đảo đi. Dạ, lên đảo thì bọn em chỉ có là xây dựng bằng lúc đó là bằng nhà lắp ghép. Nhà sắt. Nhà sắt lắp ghép. Của bộ tư lệnh công binh. Nhưng cùng sơ. Bộ chúng ra đó chứ mà là lúc đó nhưng quyền là cấp cho là bên hải quân là nhà sắt cả cái sắt thép và nhà ba tầng. Đã xây dựng đó thì cũng xa với Trung Quốc. Nhưng bây giờ gạc má là Trung Quốc chiếm rồi. Thì Trung Quốc ở bên kia đó bây giờ lên đáo gần. Lên đáo. Mà cũng sợ. Nói rồi thế nó cũng chứ biết nó có chiếm nó đánh hay không mà sao tin tưởng rằng đó thì nó chỉ lấy cho một mình gạc má thôi. Chứ nó cũng lấy thêm. Chứ nó lấy thêm thì tàu 604 mà chim 605 chim thì nó lấy gái đảo vào nước. Nhưng lại chỉ một mình gạc má. Thì sao bọn em xây dựng lại đảo 605 chim á. Thế các anh khi mà ra lên đảo thì là đi ra ban ngày hay ban đêm? Ra ban ngày chứ, ta là ban ngày chứ. Ra ban ngày cũng 10 ngày thì cũng làm. Cũng làm, nói chung ra đó làm cả ngày cả đêm. Nhưng ra là ra ban ngày. Rất nhanh đúng không ạ? Vâng, làm khẩn trương. Khi ra đấy thì so với lần trước thì lần này là chắc chắn là có cái chuẩn bị kỹ hơn. Cùng chuẩn bị thì lính cùng giống như mọi lần khi chuẩn bị là lần giống như lần đầu tiên ra đi. Nói chung lính của Việt Nam thì theo chỉ huy á là đến hơi thở cuối cùng chứ không bao giờ rút ra này. Đã lên đập vào là không rút. Chứ không bao giờ nói mà là Trung Quốc đến cho ăn mà bỏ chạy là không bao giờ có này. Khi mình xây ở trên lên đao thì có bị Trung Quốc dặn hả? Không, nhạc không. Cứ việc ai này làm đến hồ thì hồ làm bên đảo gạc má rồi bên mình cứ làm một cái đấy. Cũng làm được chắc. Cái này mình cũng làm. Như vậy là cái sau cái lần mà ra gặp mai thì mình có thêm quân chiến không? Tức là lính để cùng với các anh. Dạ, cùng lính công binh. Một khung là cũng có 12 người lính chiến hết. Cứ một khung đi xây dựng một đảo là có 12 lính chiến. Vì bọn em xây xong là bắn giáo lại cho họ. Để bọn em về đất liền. Tức là như lần trước. Vừa, cũng như lần trước. Cũng giống như bảo vệ thế thôi chứ. Chứ là xây xong nhà là làm xong nhà là bắn giáo lại cho đơn vị đón xong bọn em về lên tàu. Chính cái đơn vị mà gọi là cái khung chiến đấu ấy là cái chủ nhân sẽ được hiện và ra cái nhà. Ở đó luôn. Xong rồi bọn em về đất liền đi đảo khác xây dựng. Cứ như vậy, đuổi nhau nữa. Cứ về chuyến này cho nên chuyến khác. Lên lên đảo cũng như thế. Chỗ nào cũng về, đơn vị nào cũng về. Các anh cũng là người đã xây lên đảo. Bọn em là chủ yếu là lính công binh chủ xây dựng. Xây nhà này xong bắn giáo xong rồi xây như lăn nhà khác. Đi liên tục với là em có vợ là đi cái chuyện tàu của mùa đó là có mùi tỉnh là có một cái tàu dài lâu bên này mà em đi chuyện cái ta dài lâu bên của bên tỉnh Biên Thị Thiên hồi đó là đi đó là tỉnh Biên Thị Thiên là giao nó là em đã đi cái chuyện đó này tè sáu đi là chuyện dài lâu bên này cái dài giống như lô cốt đấy. Em đã làm cái nhà lâu bên xong bắt đầu rồi em mới đá quấn này. À, nhà sáu canh đấy. À. Bây giờ cái nhà, bây giờ tôi vẫn quan tâm đến cái nhà lên đao. Tức là cái lên đao là sau đấy một tháng thì mình quay ra xây đúng không ạ? Dạ. Hơn một tháng là xây. Hơn một tháng. Cùng vòng tầm một tháng hơn một tháng đó. Vì bọn em ở người vụ về được mấy là về được 15 ngày ăn dưỡng bắt đầu là về đơn vị là bắt đầu là đi dân công tác là ra làm nhà luôn. Có sợ không? Dạ cũng không. Cùng cho sơ như thế này. Mình vừa mới thoát chết về mà. Dạ cũng đi, cứ nhận nhiệm vụ đi thôi. Vâng. Nhưng mà đơn vị họ cũng vẫn bảo vệ là sơ là anh em là sơ lần ra đi thì bắt đầu là dần công tác là sơ đầu ngũ. Nhưng mà anh em cũng không nói nên cũng lại gần ra quân thì cũng cứ ra là làm cho hình nghĩa vui để về thôi chứ không là cũng đồng mà chứ. Ai tư tưởng đâu ngủ đâu, nói chung như lính mới chứ bây giờ lính công binh. Nói thật lính binh thì thiên lúc đó nó gắng lắm. Đi ba lính Biên Thiên còn vào đơn vị là 300 người. Đơn vị E-3 đó.
Nhưng riêng vùng mình là ba huyện thôi, Quảng Trạch, Bố Trạch. Chạy đợt đó đi là 1.000 người, cả một tỉnh Đinh Tị Thiến, tỉnh Đinh Tị Thiến đó là 1.000 người. Công nghệ Lê Thị. Lê Thị 300, Bố Trạch 300, Quảng Trạch 300. Trong cái sự kiện Bạc Mai thì người Quảng Bình của mình có đi cùng đợt với anh hy sinh nhiều không? Quảng Bình là nhiều nhất đó. Trung nói chung nhiều nhất, nhưng Bố Trạch nên là vùng này là nhiều về Lê Thị. Chứ còn ở Tuyên Hóa thì em trên quê Tuyên Hóa của em có hai người, nhưng hai người sống cả. Thì cũng là may mắn. Nghĩa là sau khi tham gia sự kiện Gạc Ma rồi, quay về đi an dưỡng 15 ngày, sau đó khoảng tầm thời gian như thế nữa, quay tiếp ra lên đao. Nhân nhiệm vụ đi tiếp. Bởi vì là thế này, báo chí thì có những cái tích giật rất là ghê. Ví dụ như họ nói là bí mật đổ bộ lên lên đao, v.v. Thế thì không có gì bí mật. Là... Nói chung là không bí mật đâu, ra làm thẳng chứ không có gì là bí mật. Nhưng cứ giống như lần đầu, cũng giống như là của mình xây dựng chồng chả nghỉ chỉ đó là ra làm thôi, cũng đi thoải mái, cũng ra tới buổi chiều rồi nghỉ lại xong rồi ngày mai tiếp tục ra làm. Nhưng đợt này là làm cái nhà này là nhanh hơn một cái khoản khác là không phải chôn cột. Vì sao ạ? Vì nhà lắp ghép bằng rừng xong là văn ốc cái toàn bộ dân ra sắt á, văn là ốc vịt hết, sau chỉ có là vánh tôn lại đủ cái đế thôi để giữ cái chân để khỏi đá thôi. Chứ còn nhanh làm chỉ trong vòng một tuần đến đây 10 ngày là xong cái nhà chứ. Thông thường thì những cái nhà như thế phải làm bao lâu anh? Ví dụ như cái nhà cao cẳng trước là vì cái nhà mà không có lên đó, bên đó là hộ khoản cho là bên lĩnh là 6 tháng, nhưng bọn em mà làm được 3 tháng là xong. Thế còn cái lên đao thì làm bao lâu anh? Dạ, cái lần đầu là em nói đó đó. Bao tháng đấy? Là em làm bảo... Đó là lâu bên. Cho lên đảo làm chỉ có, cho lắp ghép chỉ có... Cho lắp ghép này là mình dần 6 tháng, mà ra đi cái dần 6 tháng. Dần chỉ làm nhanh, làm có mười mấy ngày xong thôi. Sáu rồi 3 tháng. Đi, lắp ghép toàn bằng sạch rồi nhanh lắm. Xong rồi mình vừa lắp bằng ghi nhôm, ghi sân bay. Làm 3 tầng mà, vẫn 3 tầng. Khi mà mình làm ở lên đảo đấy thì bên cô Linh nó làm gì không anh? Còn bên cô Linh là có tàu 505 đang còn dùng luôn cái tàu đấy. Tàu đấy thấy cái nhà luôn đó. Coi như là thấy nhà luôn. Nhưng vừa rồi nghe này kéo về bị chim dọc đường. Người kéo về để làm kỷ niệm mà lấy mà. Sau khi về thì các anh có được hưởng những cái chế độ ví dụ không, như là các cái khen thưởng hay là những người thương hay là không? Bọn em chưa có, từ ngày đó đến giờ chỉ có về lấy vợ con xây dựng gia đình làm cuộc sống nóng thế thôi. Nhưng mà đến ngay mới năm ngoái đấy mới được cái lều thảo mới tìm lại đồng đội, mới tìm lại mới có mình giao lưu lại được biết nhau, chứ còn cái chế độ gì chỉ... có huân chương gì không? Có, em có huân chương chiến công. Đấy, muốn hỏi cái đó. Em có huân chương. Còn mình thì cũng vẫn là người lính thôi, vẫn cứ ra quân theo chế độ quy định. Vâng, theo quy định. Vâng. Còn chỉ riêng ra là anh em là đều có cái huân chương chiến công. Huân chương chiến công ít được đơn vị lúc đó được 7 người đó. Đơn vị lúc đó về như được có 7 người có huân chương. Không, đấy anh ấy có, anh ấy không có. Thì có một nói chung cùng lúc đó là ông cử lại một số được 7 huân chương. Bình xét lại như vâng, đơn vị họ làm. Thì con số binh chủ Trung Quốc bắt tiếng Việt này sau thì bọn em biết trước đó thì cũng được 7 người. Huân chương chiến có hàng 3. Cảm ơn các anh. Vâng.